Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay video này để nói về cái test sợi dùng cho cái set váy áo này và áo khoác với nón nữa. Thì mình đã test qua một số cái loại sợi mà mình có sẵn ở nhà, thì để mình so sánh xem cái mỗi cái loại cỡ sợi thì lên chiếc áo này nó sẽ cho kích thước như thế nào. Thì đây là hình ảnh của cái set đồ này, cái nón này, chân váy này, áo khoác này, áo bên trong, áo ngắn tay, áo sát nách á, đeo khoác này, chân váy rời. Thì đây là một set rời gồm 4 món, 1, 2, 3, 4 món. Thì mình cũng đã úp cái link chat cho các bạn ở trong nhóm Facebook rồi, và có gửi email tặng một số bạn đã tham gia chương trình móc tay giả đó. Thì đây sẽ là chat của nó này. Gốc là bạn của tiếng Nga, thì mình chọn dịch qua tiếng Anh. Đây là chat họa tiết phần áo khoác. Thì mình sẽ test thử sợi cho cái phần hoa văn này, là cái phần hoa văn của áo khoác bên ngoài. Thì ở đây nó có hai điểm nhấn, thứ nhất là bông hoa hồng này, và thứ hai là cái phần này mình cũng không biết gọi tên là cái gì, cái điểm nhấn phía chéo vạt chéo của cái áo khoác bên ngoài này. Thì để thực hiện được nguyên cái khoảng ô văn này thì mình sẽ có ba cái ô vuông lớn này, và một cái ô vuông lớn thì nó sẽ bao gồm 10 cái ô vuông nhỏ. Thì ở đây người ta ghi này, một ô vuông nhỏ thì sẽ bằng một kép hai bính và một kép. Nhưng mà mình đã test thử rồi, nếu mà sử dụng mà một kép hai bính một kép thì cái sợi của mình nó lên một cái mảnh này nó sẽ không có, nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với kích thước của mình. Thì ở đây chiếc áo này người ta móc này, một thân là 43, thân trước là 43, có nghĩa là vòng ngực bằng 43 cộng 43 sẽ là bằng 86. Và đây là cái số đo của cái áo khoác. Thì ở đây là cái vạt trước này, hai cái vạt trước này, hai cái tay này, và đây là cái mặt sau của áo khoác. Thì bây giờ mình sẽ đi test thử một cái hoa văn của cái vạt áo trước này. Đây, nó sẽ bao gồm một nửa đi xuống này, và đây là cái phần tay. Thì mình sẽ móc cái phần thân lên, sau đó đi ra phần tay luôn. Thì riêng cái áo khoác này mình sẽ không có phải chiết nách và cũng không có móc rời tay, mà mình sẽ móc liền với cái thân áo phía trước này luôn. Tương tự cái phía sau cũng vậy, mình cũng móc từ dưới lên, sau đó mình đi ra tay. Lên tới đây thì mình sẽ giảm bỏ khoảng cách khoảng hai hàng để mình tránh mình tạo cái phần khoảng cách cho cái phần cổ áo. Sau đó bên đây cũng vậy, mình sẽ đi tay, sau đó mình sẽ ráp thân trước với thân sau lại. Thì bây giờ mình sẽ đi test test sợi của cái phần này nhé. Thì ở đây này, một cái phần vạt áo này ở đây người ta ghi là 20 cm, nhưng mà nếu như mà các bạn muốn móc rộng hơn thì các bạn sẽ móc tăng lên. Tăng lên tại vì 20 cộng với ở đây vạt sau của người ta sẽ là 42 này, còn đằng trước là 20, người ta trừ cái khoảng cách ở giữa này đi. 20 20 là 40, thì ở bên dưới nó sẽ là 42, thì cái mặt đằng sau này mình sẽ móc là 42 cm, còn mặt đằng trước thì mình sẽ móc hai mảnh, mỗi mảnh là 20 cm. Thì đây là theo cái chart người ta hướng dẫn. Còn mình móc thì mình sẽ test một mảnh thân trước này. Kích thước là 22 cm nha. Thì đây sẽ là cái phần chart mình test. Thì đây các bạn nhìn vào cái phần chạc, các bạn sẽ thấy này, có một ô vuông này, hai ô vuông này, ba ô vuông. Thì ba cái ô vuông lớn này mới chứa đủ được hết cái hoa văn hoa hồng phía trên và cái hoa văn của cái phần vạt áo chéo ở phía dưới như thế này. Còn hai cái bên cạnh này các bạn sẽ móc bao nhiêu mũi thì tùy theo cái phần size áo của các bạn. Ví dụ như mình móc là 22 thì có thể bên đây mỗi bên này nó sẽ là 4 mũi, hoặc là mỗi bên là 5 mũi, hoặc là mỗi bên 2 mũi, 3 mũi, thì tùy theo cái size sợi. Thì lát nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết vào cái phần mình đã test cái sợi móc của cái set áo này rồi nha.
Thì ở đây mỗi một cái ô vuông này này, ô vuông lớn nó sẽ bao gồm 10 cái ô vuông nhỏ này và 10 cái ô vuông nhỏ này. Đó là 1 2 3 sẽ là 30 mũi. 30 mũi này tương ứng với cái khoảng cách là một kép, một bính và một kép. Chứ mình không có móc theo chạc, ở đây là một kép, hai bính và một kép nha. Còn cái phần ô chéo này nó sẽ là 3 mũi kép thì mình vẫn giữ nguyên là 3 mũi kép, mình chỉ khác cái chỗ phần này thôi. Thì để mình đảm bảo được là mình luôn có 30 ô này. Và tùy theo sợi thì mình sẽ có được cái số ô bên cạnh tương ứng này. Mỗi bên là 2, mỗi bên là 3 hoặc là mỗi bên 4 thì tùy theo cái phần sợi mà mình móc. Bây giờ thì mình sẽ đi mình test. Mình nói về các cái loại sợi mà mình đã test nha. Đầu tiên là mình test sợi đây. Sợi violet. Sợi đầu tiên là sợi violet thì kích thước của sợi violet này chắc là nhỏ hơn 1 mm á. Thì mình đã móc được cái sợi violet. Ở đây mình sẽ móc cái kích thước. Kích thước của cái phần thân áo, vạt áo của mình sẽ là 22 cm. 22 cm thì mình móc được, đối với violet thì mình sẽ móc được 36 ô. 36 ô trừ đi 30 ô để mình móc cái phần hoa văn này, họa tiết này. Mình móc họa tiết này thì mình sẽ còn được 6 ô ở hai đầu. 6 chia 2 thì mình sẽ được 3. Đó, đấy là cái sợi violet nha. Sợi violet này. Thứ hai là sợi sợi violet này thì là sợi của Thổ Nhĩ Kỳ nha. Còn cái thứ hai, cái sợi mình test thứ hai là sợi Venus của Thái. Đây. Cái sợi Venus của Thái này. Thì mình cũng trên đây nó không có ghi là cỡ sợi là bao nhiêu. Nhưng mà cái cỡ sợi Venus Thái này thì nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn cái sợi sợi violet này, nó nhỏ hơn cái sợi violet này một chút xíu à. Thì cái sợi violet này người ta xe nó chắc hơn là cái sợi Venus Thái. Sợi Venus Thái thì nó có độ bông hơn. Thì đối với sợi Venus Thái thì mình cũng móc kích thước là 22 cm thì mình được 39 ô. 39 ô thì nó bằng đúng với cái chạt hướng dẫn này. Bên đây là 4 ô này cộng với 30 ô ở giữa, và bên đây 5 ô thì nó sẽ bằng là 39 ô đúng với cái chạt. Và cái sợi thứ ba mình thử là sợi cô tông Thái. Sợi cô tông Thái thì mình móc được là 34 ô. 34 ô ở đây trừ đi 30 thì sẽ bằng 9 này. Trừ đi 30 thì sẽ bằng 4. 4 chia 2 thì mỗi bên sẽ bằng 2. Ở đây chia 2, một bên 4 và một bên 5. Đây, sợi cô tông Thái thì mình được 34 ô. Thì ba cái sợi violet này, Venus này và cô tông Thái này thì mình sẽ sử dụng cây kim số 4, đầu số 4 Hamanaka. Đầu số 4 Hamanaka thì nó tương ứng với kích thước là 1.25 mm. Thì mình sẽ sử dụng ba cái loại sợi violet này, Venus Thái này và cô tông Thái là cây kim kích thước là 1.25 mm. Và cái sợi thứ tư mình test sẽ là sợi cô tông Việt Nam 1 mm. Sợi cô tông Việt Nam 1 mm thì mình chỉ móc được 32 ô thì đã đạt được cái kích thước là 22 cm rồi. Thì ở bên đây nó sẽ còn 2 chia 2 bằng 1. Mỗi bên sẽ chỉ là 1. Mỗi bên mình sẽ chỉ còn là 1. Cái hàng viền bên đây này, hai bên này, mỗi bên nó chỉ là còn một mũi kép thôi. Là còn một ô chứ, à quên, một ô sẽ là một kép, một bính và một kép. Đây, một ô bên đây và một ô bên đây. Thì nếu mà một ô thì cái phần vạt này của mình nó sẽ nhọn hơn này, nó sẽ đi từ đây này.
đi từ đây đi lên, đi từ đây đi lên, thì nó sẽ thu nhỏ lại cái phần vạt của mình, vạt chéo nó sẽ thu nhỏ lại cái phần tam giác điểm nhấn ở cái dưới cái tà áo á. Và cái sợi thứ năm mình test sẽ là sợi cô tông Nhật, thì quên, xin lỗi nha, cái phần cô tông Việt Nam ở đây mình được là 36 ô, trừ đi 30 thì sẽ bằng 6. Cái phần cô tông Việt Nam này nó lại bằng bằng được với cái sợi violet, bằng 3 cộng với 3, tại vì mình đổi lại cái xay kim, mình móc được xay kim nhỏ hơn là 1. Còn đây đối với sợi cô tông Nhật thì mình chỉ được 32, trừ đi 30 sẽ bằng 2.2. Cùng một cây kim móc, cùng một cái chiều dài mà mình ra được cái số ô khác nhau. Thì đối với cô tông Việt Nam và cô tông Nhật thì mình sử dụng đầu kim số 2 của cái kim Hamanaka là tương ứng với 1.5mm. Thì đó, thì mình móc, nói chung là các bạn sử dụng sợi nào cũng được, chỉ cần đảm bảo là mình có được cái số ô là từ 30 ô trở lên, ít nhất là phải là 32 ô trở lên, thì các bạn sẽ móc được trọn vẹn cái họa tiết này. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn móc theo số đo, móc theo số đo của các bạn. Và cách tính cái số ô này thì đầu tiên là ở nhà các bạn có cái, có sẵn cái sợi nào mà kích thước từ 1mm trở xuống thì các bạn đem ra, các bạn test thử sợi cho mình xem là móc được móc cái kích thước bằng 1/4 vòng ngực. 1/4 vòng ngực thì các bạn sẽ được bao nhiêu ô? Bao nhiêu ô, và cái ô này phải lớn hơn 30. Lớn hơn 30 ô. Đó, bắt các bạn test cái sợi nào mà nó phải lớn hơn 30 ô thì mình mới ra được cái họa tiết của cái vạt áo khoác như thế này. Còn áo trong thì nó dễ hơn rồi. Áo trong thì dễ rồi, mình vẫn móc bình thường. Thì đây là cái hướng dẫn áo trong, mình chỉ móc lên thôi, sau đó thì mình chiết nách và mình chiết cổ thôi. Họa tiết ở cái phần áo bên trong này nó cũng dễ hơn, chỉ là kép bính này, sau tới cái phần họa tiết điểm nhấn ở bên dưới. Và cái phần chân váy thì nó cũng giống cái họa tiết của cái phần áo bên trong. Thì khó nhất là cái phần áo khoác bên ngoài thôi. Thì mình sẽ thực hiện là móc cái áo khoác bên ngoài trước đây. Đây, vừa mình test là móc cái phần vạt áo này. Thì cái áo khoác này mình sẽ móc 3 phần, một đằng trước, một mặt bên đây, một mặt bên đây và một mặt đằng sau. Một mặt đằng sau. Đó. Thì mình xong được cái phần cái áo khoác. Áo khoác thì nó chỉ khó cái phần họa tiết này, họa tiết hoa hồng này với họa tiết cái vạt áo này. Còn cái phần trên lưới này thì nó dễ thì với cái phần tay này. Chủ yếu là mình tính cái họa tiết thôi. Mình ở đây thì mình cũng chưa biết là sẽ chọn cái sợi nào để mình móc. Có nhiều sợi quá thì cũng làm mình phân vân. Violet thì mình đang sẵn màu trắng này, màu xanh lá cây này, màu đen kim tuyến này, màu ba màu. Cái này Venus tím thì vừa rồi mới móc xong một set áo chân váy áo dời cũng màu tím rồi, nên chắc là không chọn màu tím nữa đâu. Sợi cô tông Thái thì đây là cái cuộn sợi dư từ lần trước mình móc áo crop top thôi, không có sợi sẵn. Sợi cô tông Việt Nam thì mình có sẵn là 450g thì chắc là không đủ cho set này. Sợi cô tông Nhật thì cũng chỉ có 2 cuộn. Vậy là chỉ còn sợi Venus và sợi Violet. Mình cũng muốn thử cái set này bằng cái sợi lê cô tông, sợi Việt Nam mới sản xuất năm nay á. Thì không biết là lên set này như thế nào, thì chắc là mình sẽ mua về để mình test thử. Các bạn có sợi các bạn cứ đem ra các bạn test đi nhé.
test xong rồi mình sẽ biết là mình nên chọn cái loại sợi nào để mình móc cho nó phù hợp với cái set đồ này. Thì nói chung là mình móc trước khi mình móc cái sản phẩm nào thì mình nên test trước cái sợi để mình biết được cái kích thước mình móc như vậy thì nó có đạt được đúng cái chart hướng dẫn hay không, đúng chart hướng dẫn hay không thì mình mới bắt đầu thực hiện thì nó sẽ ok hơn. Rồi, chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các phần hướng dẫn tiếp theo nhé. Tạm biệt các bạn.